Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thứ ba, 1 tháng 12 năm 2020, giờ này của chúng tôi ở tại miền Tây của Hoa Kỳ là 11 giờ đêm. Tức là nếu mà mình nhìn trái địa cầu hình tròn đó, tức là nó là 2 giờ trưa ngày mai ở tại Việt Nam và 6 giờ chiều ở tại miền đông của nước Úc, Sydney và Melbourne. Và bây giờ đó thì tôi đi qua đến cái phần 2 của cái tiết mục giải ảo thời sự. Và tôi nói đến trường hợp của ông Tổng trưởng Tư pháp William Barr của nội các Donald Trump. Nhưng mà trước khi nói về cái đó tôi phải có một chút giải thích như thế này. Nếu mà quý vị và các bạn theo dõi tôi từ lâu, cả chục năm nay, hoặc là độc giả đọc tôi đã viết mấy chục năm nay trong nhiều tờ báo, thì tôi luôn luôn có một cái chủ trương là tôi hoài nghi cái thuyết âm mưu, conspiracy theory. Là tại vì tôi cho rằng là cái thuyết âm mưu đó, theo đó thì có những cái thế lực ngầm ở nơi này nơi kia can thiệp quyết định vào những cái chuyện này chuyện kia. Từ ngày xưa hội tam điểm hay là Illuminati vân vân gì đó chẳng hạn đó, thì tôi lại là cái người bác bỏ những cái thuyết âm mưu đó. Là tại vì tôi lý luận như thế này: cái thuyết âm mưu đó nó phản ảnh cái sự lười biếng trong suy nghĩ. Tại vì có những điều mình không giải thích được thì mình nói không, là tại vì có cái thế lực ngầm nào đó đã lấy những cái quyết định đó như thế này như thế kia từ thời cổ cho đến về sau này. Thành ra luôn luôn là tôi có cái xu hướng hay là cái khuynh hướng, dùng cái chữ ngày xưa, nghi ngờ và bác bỏ thuyết âm mưu. Đó là chuyện thứ nhất tôi cần phải nhắc lại chuyện đó. Tại vì nhiều người nói rằng là tôi đi theo cái thuyết âm mưu, không hiểu gì cả. Chuyện tôi lấy cái thí dụ từ hôm 9, 10 tháng 11, tôi đã đọc một số những cái tin từ A Châu, tại vì mặt trời mọc ở bên đó trước, về đến bên này, nói đến một cái vụ gọi là đột kích ở tại Frankfurt. Thì tôi đã theo dõi cái đó, tôi bán tín bán nghi và tôi không loan tin. Tại vì tôi muốn kiểm chứng thêm những cái nguồn tin khác độc lập và biệt lập với nhau, tức là không phải từ một cái tổ chức phóng ra những cái tin đó đặng để gây ra những cái nhiễu âm hoặc là đặng để tác động đến cái ấn tượng, đến cái lối suy nghĩ của người ta để chi phối người ta. Thì từ xưa rồi tôi đã nói đến một cái trận đánh trên không gian điện não, cái đầu tạo ra ấn tượng đó. Tôi đã nghi ngờ chuyện đó, nhưng mà mất mấy ngày rồi tôi mới có loan tin đó ra. Chuyện thứ nhì, cái phần vừa rồi, cái phần một mà tôi nói đến cái gọi là Global Reset, tôi đã theo dõi từ nhiều tháng và tôi đọc đi đọc lại, tôi cân nhắc mãi. Trong cái phần vừa rồi tôi mới trình bày ra rằng là hình như có một cái âm mưu to lớn toàn cầu động để có thể rằng là chi phối các nước. Và cái âm mưu đó là có một thiểu số có tiền, có quyền và có kiến thức thực hiện chuyện đó. Tôi cân nhắc cái đó từ lâu và tôi đọc không biết bao nhiêu là tài liệu. Tôi mới trình bày cái đó trong cái phần 1 ngày tối hôm nay. Tôi trình bày chuyện đó. Tôi không
đi theo những cái thuyết âm mưu. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng là nó có những cái âm mưu đó, nó kinh khủng như vậy đó, thì tôi phải trình bày. Và tôi trình bày, và giống như là cách đây 2 ngày tôi nói về những cái giả thuyết của một cái vụ đảo chính, tôi nói là nó là giả thuyết, và tôi khẳng định rằng là chúng ta chưa có 100% chứng cứ để kết luận theo cái hướng này hay theo hướng kia, thì chúng ta phải cẩn thận. Cái đó xin quý vị và các bạn hãy lấy công tâm mà công nhận cái điều đó. Tôi không phải là một cái thằng ngu ngu cù lần hoặc là đi theo những cái thuyết âm mưu vớ vẩn đó. Cái đó mình phải nói rõ ra. Tại vì nếu mà tôi không nói rõ trong cái phần 2 này đó đó, thì nhiều đứa đó là vẫn cứ để ăn nói lảm nhảm. Tôi sống ở trong cái nghề này từ mấy chục năm nay, chưa kể những cái kinh nghiệm về chuyên môn kinh tế tài chính ngân hàng từ mấy chục năm trước, tôi hiểu được những cái chuyện đó. Và khi mà tôi mở ra một cái chương trình như thế này, chia sẻ thông tin kiến thức cho người khác đó, tôi cũng chẳng có cái ẩn ý cái thứ gì cả, và luôn luôn là tôi cứ nhắc hoài rằng là cẩn thận về những cái thuyết âm mưu. Nhưng mà bây giờ đó, năm 2020 thì nó đầy những cái thuyết âm mưu hết, thì chúng ta nên thận trọng, biết hiểu rằng là nó có những cái chuyện âm mưu đó như vậy. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải trong đầu mình có một cái lọc, đãi lọc lại những cái thông tin đó, kể cả những cái thông tin tôi trình bày ra. Và tôi khi mà tôi trình bày ra như vậy đó, không phải là chỉ trên cái YouTube này, ngay cả trên cái chương mục Facebook của tôi đó, lấy tên là Dynamax Forum đó, là luôn luôn nếu mà có cái tin gì đó, đó là tôi đưa lên liền, và tôi nói đây xuất xứ nó như thế này như thế kia, để quý vị và các bạn, để những cái người theo dõi có thể biết nó có cái tin đó, rồi kiểm chứng được cái chuyện cái tin đó như vậy. Cái đó nó là cái lòng thành của tôi. Còn lại những cái bọn là ba láp nói năng tầm bậy tầm bạ đó thì tôi bảo thôi không sao, kệ nó. Cái đó là cái nghiệp của đất nước mình, có thể cái nghiệp của bản thân tôi nữa, nhưng mà chuyện nó không đáng kể. Tôi mới đi vào 8 phút rồi, tôi đi vào cái chuyện mà ông Tổng trưởng Tư pháp William Barr vừa mới bị dính vào một cái vụ kinh khủng nó như vậy. Đầu tiên đó là do cái hệ thống truyền thông thông tin AP, Associated Press đưa ra. Ông có nói rằng là chúng tôi có nhận được nhiều cái đơn tố cáo về cái chuyện gian lận, chúng tôi đang theo dõi, cho đến giờ này chúng tôi chưa có một cái quyết định nào về chuyện đó hết. Ông chỉ nói như vậy không thôi, thì lập tức đã có nguyên cả một cái phong trào tội nghiệp. Nhiều người hiện chi chi đã nhảy vào cái chuyện này, tất cả một cái trào lưu phản bác cái chuyện đó. Đầu tiên tất cả ngay từ cái dàn luật sư của ban tranh cử của ông Trump, ông Rudy Giuliani và cái bà phản bác cái chuyện đó, thì nó trở thành một cái đề tài nóng ngày hôm nay, tức là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020. Bản thân tôi đó, tôi cũng hơi thất vọng về ông bà. Tôi nói là hơi thất vọng về ông bà là tại vì dưới quyền của ông đó, nó còn có cái cơ quan điều tra liên bang FBI. Họ đã thụ lý khá nhiều hồ sơ mà từ cả năm nay rồi, về cái chuyện cha con Joe Biden đấy, gian lận như thế nào, mắc mưu ra làm sao,
ăn tiền của một cái tổ hợp năng lượng Burisma ở tại Ukraine, rồi dính dáng đến Kazakhstan, dính dáng đến Liên bang Nga, và nhất là dính dáng đến Cộng sản Trung Hoa, tức là Trung Cộng. Tại sao họ không nói ra cái chuyện đó? Tức là cái cơ quan FBI là dưới quyền của ông ba đó. Và tại sao ông ba đó là lần nữa mãi không có trả lời chuyện đó? Đến nỗi mà cái hôm vừa rồi, Chủ nhật, thì ông Donald Trump ông đã nói, ông bảo tại sao mấy cái cơ quan này tự nhiên nó gọi là mất tích, lặn tăm trong chiến đấu. Ông cũng bực mình. Nhưng mà chính là vì cái đó thì chúng ta mới lại nhìn ngược lại. Đó là lý do tại sao tôi nói đến một cái vụ gọi là giải phẫu, một cái âm mưu ly gián. Ông William Barr với lại ông Tổng thống Donald Trump. Tôi mới đi chậm chậm 11 phút rồi. William Barr đó sinh năm 1950, học luật. Và trong khi ông học luật đó, ông đã có 6 năm cộng tác với lại cơ quan trung ương tình báo của Hoa Kỳ, CIA. Tốt nghiệp, ông là một người đi theo Đảng Cộng Hòa từ đầu. Từ thời ông Tổng thống Ronald Reagan, và luôn luôn chung thủy với lại cái chủ trương tư tưởng của Đảng Cộng Hòa. Sau đó ông đã từng là Tổng trưởng Tư pháp trong những cái năm 1991, 1993 với lại một ông Tổng thống tên là Bush. Sửa ngày xưa rồi. Và bây giờ đó, kể từ tháng 12 năm ngoái, lần thứ nhì ông trở thành Tổng trưởng Tư pháp, và dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, trong nội các của Donald Trump. Nếu mà chúng ta theo dõi con người này một cách nghiêm túc, thận trọng, ông William Barr đó luôn luôn bảo vệ cái lý tưởng bên Đảng Cộng Hòa, mà luôn luôn bênh vực ông Donald Trump từ đầu đến cuối trong cả một chục những cái vụ lộn xộn này kia. Ông là một cái người thực sự ra tôi phải nói rằng là chung thủy. Cái mà tôi nói rằng là tôi hơi thắc mắc, tôi hơi bất bình nhất là tại sao trong một cái vụ đảo chính về bầu cử như thế này đó, tại sao ông không lên lưới xuất hiện nói thẳng ra chúng tôi đang điều tra và có những cái nghi vấn nó như thế này như kia. Ông im lìm, thì chính là cái sự im lìm của ông đó, nó tự nhiên nó tạo ra một cái cơ hội cho kẻ gian loan tin tầm bậy để gây ra cái sự ly gián giữa ông Trump với lại ông William Barr. Người Mỹ họ hay viết tắt cái tên, họ thì không sửa nhưng mà cái tên thì họ sửa thành chữ William đây, thì thường thường viết tắt này nó thành là Bill, B-I-L-L. Thì tôi bảo là đầu tiên hết đó là hệ thống truyền thông tin tức AP, Associated Press đẩy ra cái đó, thì lập tức bên phía chính quyền của Donald Trump có nhiều người khó chịu, nhưng mà ngược lại đấy, bên phía đối thủ bên kia khai thác cái đó để gây ra ly gián, để khiến cho ông Trump đó, vốn dĩ ông đã bực mình, và tôi thông cảm với cái sự bực mình của ông là tại vì ông thấy rằng là Bộ Tư pháp và cái cơ quan FBI, kể cả những cơ quan trung ương tình báo CIA, tại sao không có lên tiếng, không có hạt chuyện này kia, thì ông có thể ông bực bội về chuyện đó. Và cái đó chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thông cảm, nhưng mà chính là cái đó nó mới làm cho người ta mới nghĩ làm sao mà gây ra cái sự ly gián. Nếu mà chúng ta theo dõi kỹ cả cái sự nghiệp một đời
của ông William Barr đó. Ông là một người cực kỳ trung thủy, nói cái gì là làm cái đó. Từ khi ông làm tổng trưởng tư pháp ngày xưa cách đây mấy chục năm rồi, và bây giờ ông lại làm tổng trưởng tư pháp nữa, và con người đó không tham quyền cũ vị và cũng không cần tiền, tại vì với cái trình độ hiểu biết về luật pháp của ông đó, ông làm trong khu vực tư doanh đó là còn nhiều lương hơn là trong cái khu vực gọi là nhà nước, rồi bị bao nhiêu những cái búa rìu dư luận kia. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay mùng 1 hoặc là ngày mai mùng 2 tháng 12 đó, ông đã gặp ông Tổng thống Donald Trump và ông đã nói ra một số những cái dữ kiện thật mà không muốn cho báo chí ở bên ngoài biết, để tiếp tục xuyên tạc, để tiếp tục loan ra những cái tin tầm bậy tầm bạ. Tôi lấy thí dụ, nó có những cái tin cái bà giám đốc của cái cơ quan trung ương tình báo CIA hình như đã bị chết, đã bị tử trận rồi. Đó là một cái tin nhảm, nhưng mà nó rót vào trong cái lối lý luận về cái thuyết âm mưu, tức là chính cơ quan trung ương tình báo của Mỹ có dính vào cái vụ gian lận bầu cử này, nó mới đưa đến cái chuyện gọi là đột kích ở tại Frankfurt. Thì khi mà chúng ta nghe chuyện đó, bán tín bán nghi, và nếu mà chúng ta là những cái người mà tiêu thụ tin tức một cách dễ dãi hoặc là có ẩn ý, thì chúng ta càng tin vào những cái thuyết âm mưu đó rồi khai thác nói chuyện thêm. Thì tôi phải nhắc lại, và tôi sẽ còn nhắc lại nữa đấy. Tôi đã được một số những cái tin tức về cái vụ xảy ra ở tại Frankfurt mà tôi mất mất nhiều ngày cân nhắc suy nghĩ kiểm chứng từ nhiều nguồn tin biệt lập, tức là không có dính dáng đến nhau, đọc để xem chuyện ấy nó đúng hay không, sau đó tôi mới dám nói. Và tôi chỉ có nói rằng là đây là giả thuyết mà tôi nói cái đó. Từ hôm 14 tháng 11 cho đến vừa rồi đã có hai ông thiếu tướng của Mỹ rất là ông lên, ông công khai ông nói rằng là nó có cái vụ đó, nó có cái chuyện này chuyện kia, thì tôi mới lại kể lại cái chuyện đó, và tôi nói rằng là cái đó nó vẫn là giả thuyết. Tức là về căn bản tôi không tin vào thuyết âm mưu, nhưng mà bây giờ đó, trong cái năm nay rồi, thì tôi nghĩ là nó có chuyện là thật. Và một trong những cái người trung kiên nhất bảo vệ ông Trump kỹ nhất chính là ông William Barr. Và tại vì ông là một nhà thẩm phán ngày xưa, ông hiểu luật và ông phải cân nhắc từng chút một. Lỡ ngày hôm nay trả lời phỏng vấn cái hệ thống AP thì ông bảo rằng là cho đến giờ này chúng tôi chưa thấy có cái chứng cứ gì, chưa nhá, thấy có chứng cứ gì về cái chuyện gian lận, thì người ta thổi cái đó lên và để gây ra những cái mâu thuẫn trong cái nội tình của chính quyền Donald Trump, khiến cho dàn luật sư của ông Trump, tức là ông Rudy Giuliani đó chẳng hạn, bực bội đưa ra một cái thông cáo phản bác lại cái ý kiến. Tôi nghĩ là cái đó nó đúng, họ phải lên tiếng như vậy, nhưng mà suy nghĩ thêm một chút xem ra làm sao. Ông Rudy Giuliani không phải là một cái người hồ đồ, không phải là một nhà báo ngu xuẩn đầy chung quanh chúng ta hết tất cả. Ông là thẩm phán đã triệt hạ ngũ đại gia, năm gia đình mafia ngày xưa. Sau đó ông lên ông làm thị trưởng của thành phố New York trong cái vụ khủng bố 911 đó, đó. Ông là đứng mũi chịu sào giải quyết chuyện đó. Và lúc đó, đó ông mới thấy rằng là có một cái người tỷ phú châm tiền cứu giúp cái chuyện đó.
cái người tỷ phú đó là Donald Trump. Từ đó hai người mới bắt đầu liên lạc tiếp xúc với nhau và kính trọng nhau cho đến bây giờ. Thì nếu mà chúng ta cùng theo cái mạch suy diễn ngược lại thì chúng ta thấy rằng là ông William Barr như vậy. Nhưng mà ông Giuliani, ông đang làm luật sư của ông Trump, ông không phải điều khiển một cái bộ máy điều hành của chính quyền như trường hợp của ông Ba. Và ông Ba đó là cũng biết rằng là trong nội tình của mình đấy, cũng có nhiều người không ưa ông Trump và tìm cách phản ông Trump. Mà bây giờ đó là ông làm lại, ông theo dõi, ông biết chuyện đó. Nhưng mà ông không bao giờ ông họp báo công khai hóa chuyện đó cả. Tại vì ông đang có trách nhiệm điều khiển một cái bộ quan trọng của nước Mỹ là cái bộ tư pháp. Ông phải cân nhắc, ông suy nghĩ. Và có thể trong những cái lần tiếp xúc riêng, và tôi đoán, tôi có nói là hôm nay mùng 1 hoặc là ngày mai mùng 2, tùy theo giờ giấc của quý vị và các bạn, có khi ông đã gặp riêng ông Tổng thống Donald Trump. Không có một ai, nhất là không có những thằng nhà báo khốn nạn đứng ở chung quanh. Kính thưa Tổng thống, đầu đuôi sự việc nó là như thế này, như thế này, như thế này, như thế này. Ông trình bày cái đó xong và ông nói rằng là phần vụ của tôi là bảo vệ cái định chế, cái hiến pháp và cái sự tử tế đàng hoàng của Tổ quốc chúng ta, của nước Mỹ. Và trong cái hoàn cảnh đó, có những cái điều mà tôi không thể nào làm được. Nếu mà tôi là một cái người chính trị gia đi ra hoạt động này thế kia, tặng để phất cờ chuyện này kia, Tổng thống xin thông cảm cho tôi. Nhưng mà cũng xin hiểu rằng là tôi không bao giờ là một cái người phản trắc. Từ xưa đến giờ, từ khi tốt nghiệp đại học luật và đi làm việc trong cái khu vực luật pháp và đi lên làm tổng trưởng tư pháp hai lần ở trong đời, hiếm người có những trường hợp như vậy. Có một trường hợp ông Dick Cheney sau làm phó tổng thống cho ông Bush con đó, chẳng hạn. Trường hợp khác đó là chính là ông Rumsfeld cũng đi làm tổng trưởng quốc phòng trẻ nhất và về sau làm tổng trưởng quốc phòng già nhất về sau này. Từ thời đó những trường hợp như vậy nó hiếm hoi lắm. Tội nghiệp. Thì khi mà chúng ta theo dõi những cái chuyện như vậy đó, thì chúng ta mới nhìn lại trên cả một cái bàn cờ đó. Tức là nó có những cái âm mưu rất là đen tối. Và nó đen tối mà nó lại còn dã man, là nó sử dụng được báo chí để thực hiện cái âm mưu đen tối đó. Và báo chí rất là, với lại những cái fake news, những cái tin giả đó thảy ra liên tục, khiến cho nhiều người trong cuộc phải lấy quyết định đó. Nghe báo nó nói này nói đi kia bao nhiêu phút để kiểm tra xem rằng là cái điều đó nó đúng hay là nó sai, và bao nhiêu giờ để xem rằng là quần chúng suy nghĩ thế nào về những cái tin giả đó. Thì tức là họ tác động vào quần chúng, đặng để từ quần chúng tác động vào cái giới lãnh đạo về chính trị, xoay vần nó là như vậy. Thì làm sao trong một cái thế giới có cái thông tin tức thời, tin vừa mới ra, hậu quả đó nó tác động ngay vào trong thị trường và chính trường nọ kia, thì lúc đó làm sao mà giải quyết được? Thì chúng ta mới nhìn thấy cái, tôi mới nói đến cái vụ của ông William Barr. Tôi nói ngay từ đầu, tôi bảo tôi hơi buồn, tôi bảo rằng là tại sao ông này đó không
Dũng mãnh lên lưới, nói thẳng rằng là nó có những cái âm mưu không tốt đẹp cho đất nước của chúng ta. Tôi là William Barr chưa có thể trình bày được rõ ràng, nhưng mà tôi đang điều tra những cái chuyện đó, là tại vì bao nhiêu người làm đơn tố giác hữu thệ gửi cho cái bộ của tôi đang phải theo dõi chuyện đó. Nếu mà ông nói cái đó thì tôi bảo nó đỡ đi, thì cái bọn khốn nạn bên kia nó đang muốn phá hoại nước Mỹ rồi, nó không dùng truyền thông báo chí để nó gây ra ly gián, thì cái đó tôi mới bảo rằng là đáng nhẽ ra ông cũng phải xuất hiện, ông nói vài ba câu công khai ở ngay trong trụ sở của Bộ Tư pháp trước báo chí 5 phút trình bày xong rồi ông đi ra, ông không có tổ chức họp báo, nhưng mà ông phải đưa ra chuyện đó. Tôi bảo rằng tại sao ông này ông không đưa chuyện đó. Thế thì từ đó thì trong suốt cái ngày mùng 1 tháng 12 ngày hôm nay, bao nhiêu người nói rằng là ông này kia, thì tôi bảo tôi có hơi buồn về ông này, nhưng mà tôi không nghiêng về cái giả thuyết rằng là ông William Barr đã đi theo bọn khốn nạn phản ông Donald Trump. Thì tôi bảo sự khác biệt mong manh bằng một cái sợi tóc thôi, nhưng mà chúng ta phải dùng cái đầu của mình để mình suy nghĩ, và muốn như vậy đó, tôi có ai nói được, muốn bình luận phải có trí nhớ, phải nhớ William Barr là ai. Và từ mùng 7 tháng 12 ngày xưa rồi, khi mà ông đi làm tổng trưởng tư pháp, trong cả một chục vụ cãi lộn này đến kia, ông luôn luôn ông bảo vệ Tổng thống Donald Trump, ông không phải là cái người phản chắc rồi theo gió trở cờ, phù thịnh không phù suy, nghĩ rằng là ông Trump thì sẽ thất cử chẳng hạn, đã đi nhảy qua bên kia. Cái chuyện đó nó không có ở trong con người của William Barr, nhưng mà chính là cái chuyện đó đó thì mới làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại trong một cái hoàn cảnh nó quá sức kỳ cục, kỳ lạ, kỳ dị của nước Mỹ năm nay 2020. Biết bao nhiêu là những cái giả thuyết, những cái tin đồn, những cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra, khiến cho những cái người mà phải lấy những cái quyết định chính thức vì cái chức vụ của họ đó, họ cũng phải phân vân, họ cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta người ngoài cờ trong bạc ngoài này có thể nhìn đến chuyện đó. Tôi nhìn đến chuyện đó thì tối hôm nay, đêm hôm nay, giờ này 11 giờ rưỡi đêm rồi, tôi bảo rằng là chính tôi không có hài lòng lắm với ông Barr, nhưng mà tôi không phải là cái người có cái thẩm quyền liệm đá vào ông này. Tôi bảo không, chuyện nó rắc rối hơn chúng ta nghĩ. Và cái bậy được chính là cái hệ thống thông tin AP thầy cái đó ra. Và về sau chính ông William Barr, ông có nói lại, ông bảo không, tôi không có nói là như vậy, ông có cải chính cái chuyện đó, nhưng mà truyền thông báo chí không đăng cái lời cải chính của ông mà thổi tiếp cái tin của AP, đặng để cho chúng ta, không, chúng ta người Việt Nam chúng ta, để cho mọi người đó, căn cứ trên chuyện đó, đó là phản ứng theo của tại sao William Barr lại bây giờ lại phản ông Trump, hả? Thì suy luận theo cái kiểu đó. Mà nếu mà suy luận như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là mắc mưu bọn gian. Đó là lý do tại sao tôi chuẩn bị trong cái phần 2 của cái tiết mục dài ảo thời sự ngày hôm nay đó, một cái đề tài khác. Nhưng mà nhiều người hỏi tôi về cái vụ ông Barr này, thì tôi bảo nếu mà có nhiều người hỏi tôi cái chuyện đó, thế xong rồi viện dẫn tin chỗ này chỗ kia, kể cả cái tin mà hồi nãy tôi nói rằng là một cái bà giám đốc trung ương tình báo đó, đó là đã bị tử trận, nó đều là những cái tin đó
vớ vẩn ấy, thì chúng ta phải cân nhắc trong những cái tin vớ vẩn đó là cái tin rằng là ông ba đó là đúng với lại ông Donald Trump. Và ông ba nói rằng là chúng tôi chưa, chứ không phải nói là không nhé, chúng tôi chưa thấy có cái chứng cứ gì về cái sự gian lận, thì ông trả lời chung chung như vậy không thôi. Còn những cái chứng cứ mà ông đã có thấy rồi đó, đó để nó trở thành một cái quyết định pháp lý của tòa án đó, cái đó nó mất nhiều thời giờ hơn. Và có thể rằng là chính ông đã gặp ông Donald Trump và nói là thưa Tổng thống, trong ngần này vụ chúng tôi đã thấy này, những cái vụ này đó mình có thể mình khai thác được về mặt pháp lý, những cái vụ kia đó, đó nó mất nhiều thời giờ hơn. Tổng thống là người quyết định về cái chiến lược đó, nhưng mà tôi là cái người theo dõi những cái hồ sơ đó thì tôi có nhiệm vụ trình bày với Tổng thống sự thể nó ra làm sao. Còn lại báo chí ở ngoài nó nói cái gì nó nói kệ nó. Tôi cho rằng là đấy là những cái người mà tử tế đàng hoàng, có tinh thần trách nhiệm nói chuyện với nhau như vậy, miễn là đừng có một thằng nhà báo nào hay là cái đứa nào gài những ghi âm nghe lén đặt để tiết lộ ra ngoài. Tưởng tượng xem rằng là tại sao một cái siêu cường dân chủ nhất trên thế giới mà nó có những cái chuyện nó kỳ cục và nó khốn nạn như vậy nó xảy ra. Đến nỗi mà chúng ta, người Việt Nam, thực sự vô can. Quý vị, chúng tôi không ăn nhậu ở chuyện này. Tất cả tôi có nói hoài, tôi bảo rằng là tôi có đi tôi phò ông Trump hay tôi cuồng ông Trump tặng để tôi xin job cái này đây kia đâu, như là nhiều đứa gọi là ngu ngu khác. Chúng ta vô can, nhưng mà chúng ta chứng kiến một cái trận đấu nó quá sức ly kỳ. Thế thì vì sự tò mò thì chúng ta tìm hiểu. Bản thân chúng tôi đó không phải là tò mò mà chúng tìm hiểu về cái đạo lý, về cái sức mạnh của một cái nền dân chủ pháp trị, để xem rằng là khi có quá nhiều âm mưu khốn nạn như vậy nó xảy ra đó, thì cái thể chế dân chủ có thể chống đỡ như thế nào. Cái đó nó là một cái gần như là một cái sự thôi thúc khiến cho tôi phải đi nhảy vào cái chuyện này, rồi cuối cùng tôi bị chửi là tôi là cuồng râm các thứ gì, những chuyện vớ vẩn đó, những cái đứa nó ngu ngu đó, nhất là càng ở xa đó, đó thì càng không hiểu đó, gì cứ nghe đọc theo báo chí vớ vẩn tầm bậy tầm bạ đó, xong rồi đi theo dệt chuyện đó. Thì tôi bảo không sao, thế đó cái nghiệp tôi chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn nhắc đến cái chuyện của ông ba để kêu gọi là chúng ta nên cẩn thận một chút, để hiểu rằng là ông này là ai, làm những cái gì, và trong suốt những cái năm mà làm tổng trưởng tư pháp thay cái ông Jeff Sessions đó chẳng hạn, cho đến bây giờ đó, luôn luôn ông là người bảo vệ chủ trương đường lối và chính cá nhân của ông Donald Trump. Chưa bao giờ ông có một lần nhúc nhích, có một lần thay đổi ý kiến. Và bây giờ rất là tự nhiên, hôm nay mùng 1 tháng 12, người ta nói rằng là giờ ông này là chắc là lại theo gió chờ cờ. Chuyện đó tôi thấy có lẽ nó cũng hơi oan cho ông ta. Và vì vậy tôi có trình bày 35 phút để chúng ta cân nhắc suy nghĩ lại. Không phải là vì tôi muốn bênh ông ba, nhưng mà để chính chúng ta đó, đó nghĩ lại về cái máy lọc ở trong cái bộ não của mình. Khi mà gặp được bất cứ một tin gì đó, đó thì chúng ta thử nghiệm, trắc nghiệm, kiểm lại xem nó đúng hay là nó sai. Và ai có lợi khi mà có những cái tin như vậy, là tại vì nếu mà chúng ta không tỉnh táo thanh lọc tin tức thì chúng ta trở thành một cái lũ hài nhi, nạn nhân của những cái thế lực đen tối nó đang muốn chi phối thế giới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ gần 12 giờ đêm, cho tôi được
nghỉ ngơi một chút với những cái tin tức, những cái cuốn sách và những cái tài liệu, nó giúp cho cái đầu của tôi bớt ngu, và nó cũng giúp cho tôi có thể chia sẻ những cái điều đó với quý vị và các bạn.